Quang ơi, quá tuyệt vời. Dương ngồi đây, Dương nghỉ mệt tí. Cái bãi Dương chỗ đó đó bạn, sau lưng Dương nè. Đâu rồi? Ở đây, cảm ơn. Là ở đó đó nha. Là Dương đây, Dương dở lên rồi bạn ơi. Nó dính con ô dành rồi. Hello, rất vui được gặp lại tất cả các bạn nha. Thì đầu video Dương cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng Dương trong suốt thời gian qua. Và chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha. Thì Dương vừa tới nơi thăm bẫy rồi mà. Thì đồng nghề của Dương cũng như những anh em khác thôi, chuột, lại bịch lúa. Thì ở bên đó Dương có cái bẫy rồi mà. Bẫy bên đó là cái bẫy đầu tiên luôn. Thì Dương nhảy qua đó Dương thăm. Cậu ngang cái suối nha bạn. Thì cái số điện thoại của người bán chuột á, Dương cũng sẽ ghim dưới phần bình luận nha. Dương cũng nhắc lại với các bạn là Dương không bán chuột nha. Dương chia sẻ số điện thoại người bán chuột nhằm mục đích là để cho anh em có chỗ mua chuột được đi đặt thả gắn nha. Còn nhà hiệu rồi bạn ơi. Ồ, đây có hàng nha. Phần này là phần hô hành nè bạn. Buồn hô hành cũng khá im bạn ơi. Thì ở đây cũng gần nhà người ta lắm nè. Thì cái đường bẫy của Dương bữa nay cũng có khả năng trúng nè bạn. Mong là nó trúng mà. Trúng mánh. Hai lạng mà. Hai lạng mấy cái đầu tiên trời. Dướng cái hôm luôn mà trời tức thiệt là tình. Điều mang chỉ bỏ căng cái đầu căng nữa chứ đó. Rồi hai lạng mà gắn đầu tiên của cái luồng bẫy hôm nay luôn. À, ngon lành ha. Hôn hành đỏ trắng phiếu luôn mà. Tại Dương đặt lấy gần nước á. Rồi quên nói các bạn nữa, thì ngày hôm nay Dương thăm 20 cái bẫy gắn đấy. Cái luồng bẫy này thăm cũng được chiến thì nó cũng trúng bánh lắm. Chứ quấn chuột còn y thinh luôn. Không dính nè. Cái tình hình gì bữa nay căng quá ta. Vẫn còn khủng tài. Trời ơi là trời ngựa. Nóng lạnh như trời. Ui má ơi. Ui ngựa đèn ngựa này cũng khá to. Mở bao ra cho các bạn xem chi tiết nha. Bữa nay thấy tình hình khổng ham mà. Hai chục cái bẫy mà nãy giờ thăm cũng 7-8 cái rồi bạn. Có nhiều bạn tại sao mà không mở bao ra cho xem. Hôm nay Dương mở bao. Dương cũng có nhiều clip Dương mở bao lắm. Không to cho mấy bạn. Cục đuôi bạn. Ngựa cục đuôi. Nửa ký lô. Giờ đây. Gì cho nó đỡ chói nắng. Có gì đẹp hơn. Ngựa cục đuôi. Hai nuôi mệt lớn. Rồi, bỏ ra luôn. Đó. Ngựa này ngựa đen tự lụ luôn quá. Ra lại nhứt lên. Thở gì không biết nữa. Ra đi. Thôi bạn ơi.
Và nhẹ nhàng nó thôi ha, cũng bự nha. Cá to đó. Rồi. Rồi ngựa đen, nửa ký lô à. Thôi để Dương xử lý con này rồi Dương bỏ vỏ rồi mình đi thăm cái bãi kế tiếp mà. Mình chuẩn bị nước cơ xà màu lại và. Ngon lành ha. Ôi Dương vừa đi tới Dương thấy cái bãi ở trong đó nó nằm ngang luôn rồi bạn ơi. Hiện tượng gì đây trời. Có khi nào dính nó khủng không này? Hiện tượng này trộn con gì quá à bạn. Ây da, gà không. Bữa mà Dương đặt cái bẫy nó xuôi theo cái đường này nè bạn. Con khủng không đây? Ôi trời nghe hiệu. Ôi như nặng đầu bạn ơi. Ôi có hàng bạn ơi, chưa thấy nha. Nó nặng đầu có khả năng hữu hành lắm. Trời. Dương chưa thấy rõ nữa bạn ơi. Nặng đầu. Không anh đời, hoành nhất chắc luôn bạn ơi. Ôi trời. Ba con ngựa. Nè bạn. Trời sợ con mèo quá. Mắc nét rồi. Con ngựa to nghe. Ôi là trời, là cái bẫy nằm chui nằm dọc luôn ta. Tính đồng hàng khủng rồi. Hiểu rồi bạn ơi. Lá đó trời. Nè nó tính đâu. Trời cũng khó bắt. Tính đâu hổ hành là lụm lúa rồi. Hổ ngựa. Mở bao luôn mà. Hổ ngựa này khá là to. Mở bao ra cho. Xem cho nó rõ một tí. Bây giờ ở đây là Dương không dám nhúc nhích ra luôn. Giúp ra sao bị lộ quá. Đi thăm bẫy này nhiều cái nóng khổ. Núp như hàng trộm vậy. Sao bị lộ rồi mất cái địa điểm đặt luôn. Ồ to lắm bạn ơi. Má nặng đầu tính đâu hổ hành. Không ngựa. Khá to á. 7-8 lạng. Ấu chuột ra luôn. Cái này ngon. Dù y như gặp đón thiệt chứ. Y to nha. Đây nó cũng hẹp lắm. Ê. À đó bạn. Ôi tháng cái đây đã kẹp nách kẹp háng em đi có mình mà ngon lành. Cành chanh to khá to. Đây, 7 lạng rồi bà. Ngựa 7 lạng là thuộc dạng to rồi. Thấy cái lỗ này bạn nhìn nó to rồi, chứ nó nhẹ ký lắm. Con người bóng lưỡng trời đỏ. Nãy mới dính con người này dính còn nữa ngon. Bây giờ thôi để Dương bỏ ngắn này vô nha bạn. Phê quá trời phê các bạn ơi. Sớm giờ Dương lộ Dương thăm 5-6 cái mà nó không dính bà. Má lộ vô đây quá trời xa luôn. Đây. Thuốc múc ngoài kia bạn. Đây cái lộ à, Dương từ đó Dương lộ vô đây các bạn. Đây, quá trời phê. Dương ngồi vô đây. Dương nghỉ mệt tí. Cái bẫy Dương chỗ đó đó bạn. Sau lưng Dương nè. Đâu rồi? Ở đây các bạn. Là ở đó đó nha. Tại Dương đây Dương dở lên rồi bạn ơi. Nó dính con ô dạch rồi. Đó vô chưa. Con ô dạch có bạn ký mấy vậy bạn ơi. Nằm ở trong rồi. Bây giờ Dương chuyển camera lại. Dương lôi là bấn thắng bằng xẹp. Đã quá bạn ơi, quá phê. Vậy bạn ơi. Thấy Dương vừa dẹt cái lá chuối á. Dẹt cái là Dương thấy cái phanh nó rồi bạn. Con này là Dương đón cái bạn ký mấy các bạn ơi. Thấy cái bạn nó bự lắm. Các bạn không đón coi. Ký với bạn ơi. Chụp mà được ký không trời. Tao thấy nhẹ. Tao thấy phanh bự vậy. Đây. Đó. Ngon lành. Tội phê quá phê rồi. Nè mở bao rồi. Sao con ngắn là Dương thấy nhìn cầm nhẹ quá vậy ta. Cầm nhẹ mà tao thấy cái phanh nó bự quá vậy. Chạy nè. Thì cái những cái lòng mới của Dương này. Giờ nó Dương
quắn tới ba cái thì mở bao nó cũng khó khăn quá, lâu lắm đó. Ủa chắc không được ký quá trời, được ký thì nó đỡ khổ, không được ký là thôi, hiểu rồi, xác định rồi. Hoài không được ký rồi bạn ơi, con cá này mới vô luôn trời. Ồ dành đen, ôi trời nó mới cảo luôn rồi bạn, thấy không, nó vàng kìa. Ôi bạn thấy cái đuôi giật giật không, là có khả năng ở đây còn con nữa. Gắn mới vô mới tin luôn, gắn này ở đâu nó mới ra. Ủa ơi là trời, thấy cái phanh tính đâu ký lô rồi, nhìn nè, cái đầu nó còn tin luôn rồi, thấy không, mới nó mới trong hang nó ra mà. Ngon lành cạnh tranh, có hộ dệnh là vui bạn, nhưng mà con này không được ký vô trời, tức cái trời, trời trời với Phật đường ký nha, cậu thời gian quá, con còn gắn mà anh vương vi lớp mà cậu thời gian quá, lâu lâu mới dính được, còn hộ dệnh nữa mà, ê, hộ dệnh dễ bắt lắm, dễ chui ra, mà mới ken luôn trận gắn. Ngủ đâu đó ngu hết sợ trời, nó ra đi, đầu nó mới thinh luôn rồi. Ô bò nhẹ nhàng ha, đây chính lăng gử quá trời, 8-9 lạng rồi, mập gắn này mập gì mà mập ghế không, mập luôn trời, mập rồi uốn thu nó mềm xèo luôn á, đã chưa. Đều à, ngon. Thôi giả trời gắn là được tí luôn, thôi dừng để bỏ dừng bỏ gắn này vô rồi qua thăm cái bãi kế tiếp nữa. Ủa chứ dừng vô đặt cái bãi ở đây là gặp bãi đồng nghiệp à, cái đồng nghiệp lúc trước nằm trong đó đó, mà bây giờ bữa nay đồng nghiệp vô lấy cái bãi à, cái đặt trong cục cây nè. Ô trời kiến nó lạnh kiến như trời. Ô có hàng rồi, đang tôi lùi kìa, không ngựa nữa quá, to không trời. Trọng mà y như gần không ngựa. Ô không ngựa trắng phiếu luôn trời, ây da má ơi, cái này em bệnh con ông nó quýnh bó tay trời, ở đây bắp không dạ. Ô không ngựa gà lạ cho trời, trời bữa nay con ngủ ngựa này ngủ ngựa thứ ba rồi bà. Nóng lạnh chứ, ăn nó quýnh cái nhúc quá rồi. Ngựa này cái dạng đó là nó mới lột da ra, to lắm bà ơi, con ngựa mà dạng màu trắng ngà ngà này dương dương dính hoài. Cái loại con ngựa thì nó nhiều màu lắm, rất là nhiều màu, đỏ đen xám trắng, khá to, trắng bệt luôn, 6-7 lạng nữa. Ôi trời ngựa khủng không trời, bỏ cho nó ăn 2 bịch lúa luôn. Thở rồi bắt em nó ra luôn, ông này quýnh quá nhất luôn. Ở trong đây là cũng có đồng nghiệp đặt rồi, bành bung luôn trời, con này rất là hiền, mặt trắng luôn, mà trắng ghê, hòn trắng trời. Trời trời gì mà chưa ra nữa trời, con ngựa này chắc hiền thôi. Tôi dảnh dảnh nha, để đây tôi lưới cho con ăn cho bà xem nè, được mớ rồi nè, cũng khá nhiều rồi, con ngựa không cắn bữa nay thì nó không được ngon cho mấy, con ngựa không trời. Bò ra đi anh em, còn câu giờ nữa, giờ này trưa mà con gắn này còn câu giờ thôi, tại con gắn này nó câu giờ chứ Dương không phải tại Dương nha, con sợ chiều bò ra nữa kỳ ba. Ôi trời, cái này hiền mà, ngựa hiền,
Đó, biết ngay mà. Ôi trời, nó dài nè bạn. Đi lại vườn rửa nó luôn. Ê, giấy dơ quá. Lộ con trắng này cũng hiền chứ nó nè. Nè, bành cây luôn á. Rồi ngựa trắng, ngựa bạch, bành bung luôn rồi. Nhưng mà nó hiền khô à. Đó ha. Nó bọng lỏng rồi, nó vô cái cũng hơi lâu, cái đầu chạy hết trơn. Thôi chạy em, thôi xíu giả chết liền cái lỗ này nè. Đó, nó mệt rồi. Thôi để dừng bỏ cắn này vô và vào thăm cái bẫy kế tiếp nha bạn. Nguyên cái đồng ruộng bao la bát ngát luôn ha. Đẹp không bạn? Thôi dừng cũng hết bẫy rồi, sẵn đây lấy một quả coi cho bạn xem. Đây đây. Thì ngày hôm nay dừng thăm cũng còn được 6 chuột, bạn có 12 chuột, thăm có 12 chuột mà cũng còn được 6 con. Là mình cũng đỡ hao chuột các bạn. Mà dính cái nhiêu đây thì đã tầm 3kg rồi. Con nào nấy chập ba lửa mà. Ngựa không ơi. Ngựa to to không? Ba con ngựa tất cả tầm có khoảng ký 7 ký 8 gì, con không dện cả ký nữa. Đó, chứ con không hành nữa mà, con hành ba lạng nữa. Thôi cũng im rồi bạn ơi. Thì ở đồng Dương thì đặt cũng rất là nhiều bẫy, tới 70-80 cái đặng. Nhưng mà một bằng mình quay một clip á, thì nó chỉ được có khoảng tầm 20 cái thôi bạn ơi. Chứ mình quay mà nhiều bẫy quá thì một clip thì nó dài lắm, nó chứa không nổi. Có khi là các bạn xem cũng chán lắm. À, thì Dương thật sự mà nói đây, Dương cũng rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đấy, bởi vì các bạn đã luôn luôn ủng hộ Dương và đồng hành cùng Dương cũng rất lâu rồi. Khá lâu rồi, Dương làm YouTube cũng được cả 5 năm mấy rồi bạn ơi. Thì Dương cũng không biết nói gì hơn. Thì Dương chỉ biết cảm ơn các bạn thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn các bạn đã yêu mến Dương và xem clip của Dương nha. Còn bây giờ Dương nói lời tạm biệt. Và hẹn em vào những video kế tiếp. Bye bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.